ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo hiếu của con người là đạo hiếu của vạn đời nhân thế. Nó đã trở thành đạo lý sáng ngời muôn thuở của nhân sinh, là nguồn sống thiết yếu của con người. Với hình hài này, với tên họ này, thì mình chính là con của cha mẹ mình. Điều đó là không thể đổi thay, và bạn không thể chối từ. Ấy vậy mà, có những người cố chối bỏ, đốt những điều hiển nhiên đó, để rồi trở thành người bất hiếu. Rất mong tất cả những người con trong cuộc đời này, hãy luôn luôn trân trọng và kính yêu cha mẹ, bởi vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Hãy giữ tròn hiếu đạo, vì Đức Phật dạy đạo Phật là đạo hiếu. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng, công đức sinh làm con phải hiểu.
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có một bà mẹ, người đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta khôn lớn trưởng thành. Đó chính là chân lý của cuộc sống. Bởi mẹ là cái nôi để cho con cái lưu lạc tìm về, là tấm gương để cho đàn con nhấn tới. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều đáng nhớ, nhưng có lẽ duy nhất chỉ có khuôn mặt của người mẹ là hình ảnh đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời ta. Trong những thần tượng mà ta tôn thờ thì mẹ là hình ảnh cao quý nhất. Hình ảnh của mẹ suốt cả cuộc đời ta tôn kính thờ phụng mà không sợ thất vọng, vì mẹ là thần tượng vĩnh cửu, không bao giờ sụp đổ trong trái tim ta. Mẹ, tiếng gọi đầu đời trên đôi môi trẻ thơ, và rồi sẽ ở lại mãi cùng ta trong suốt cả cuộc đời, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Như thế bởi vì tình yêu nào cũng có thể đổi thay, mà chỉ riêng tình mẹ thì mãi mãi sắt son vĩnh cửu. Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương. Chao ôi hai tiếng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Nói về tình thương ngọt ngào của mẹ dành cho con thì hỏi có bút mực nào tả cho hết, lời lẽ nào nói cho xong. Cổ nhân đã cụ thể hóa thứ tình trừu tượng ấy qua văn chương bình dân bằng những câu như: mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Quả thực, mẹ không thể no khi con còn đói, mẹ không thể ngủ. Một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, khổ đau con chịu đựng, không có mẹ làm sao con được biết. Máu chảy trong người con cũng là của mẹ sẻ chia. Con hiểu rằng mẹ và quê hương rất giống nhau mỗi khi con đi xa, bởi vì mẹ chính là một phần của quê hương. Hiển nhiên mẹ thương con là một thiên tính, là một bản năng mãnh liệt. Truyền thống của người Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng hun đúc tinh thần gia tộc. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã trở thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Bổn phận làm con phải luôn biết báo đền công ơn dưỡng dục sinh thành. Những bậc hiếu tử luôn luôn lâm dâm khấn vái Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nhưng rồi có một ngày cha mẹ vẫn phải rời xa ta mà về cùng tiên tổ theo quy luật của tạo hóa. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không
không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao với con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao với con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Tràng tràng thiên hương vang là đất xưa. Con bé này này,
phong ở đắc sinh thiên. Đệ tam chạm chạm ở phú cung thần tông cứu ra vương vong thương tự dụng tập quân thọ chẳng đường các vũ thiên thu. Vạn vạn tuế. Nam mô văn thư hóa nhân bồ tát cứu chủ cho thu hung thần giai tục xuất. Sắc đốt đốc vương cứu chủ hung thần giai tục xuất. Sắc đốt nam phương cứu chủ hung thần giai tục xuất. Sắc đốt tây phương cứu chủ hung thần giải độc xuất. Sắc đốt bắc phương cứu chủ hung thần giải độc xuất. Sắc đốt trung phương cứu thùng vũ hành thần ngọc quang minh thiên tạ cử tàn vật dược ba sẽ tiếu thông tên. Nam trăm ngồi lửa hóa tự nhiên nám lăng lên lăng linh tạo thành gia độc xuất. Chạm sát mộc phương diệt chúng hung uy thần mộc uy chạm đông phương giải trừ trùng phục tây phương uy chạm phá giải trừ thôi thi đà sát nam uy phương giải tống hùng duy giải vui khảm vị tam xa đới sát quy trung đoạn uy chạm mộc uy thần đầu uy tán vong uy linh an cứu nhất đi như sắc sai phong hóa phụng hành tuệ thứ giáp thìn niên đi tứ nguyệt nhị thập lục nhật thời cáo hạ tam đi giáo thánh quan đại thiên hưng hiệp chư thiên chân tề pháp sư tự huyền minh đạo vu không phụng. Sinh nghi bất đi dịch nhật nguyệt mạng thức thời thôi tự trạch thời thời đau thức tự tự giả tà nghi giá tiền thời di qua hậu thời bị đáo công nghi tàu lâm thất tống khước. Thank you.
tịch ra danh tiền đạo các pháp thi hào dự ấy dự ước bao ban phu bảo cũ lao nghi chỉ cần hiểu tự đạo phật đức năng di cao phật quốc tư tôn phu quy hào biển vô vô chi nhân các phục kỳ phục giai quê
đọc chúc bây giờ điện sự kính tư cứ công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam quốc ở Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Liêm Cần xã Nhị Giác thôn Nhị Vũ gia sư cư thượng phụng Phật nghe Phật phung kinh điên kiều thành chỉ lệ bao đức cư mẫu kỳ siêu độ sự Hoàng đình chiến Hoàng đình ai sĩ ôn tử Nguyễn Thị Trường Hoàng Thị Nam Hoàng Thị Thơm ai 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 nữ Hoàng Thị Tuất Hoàng Thị Thìn Hoàng Thị Y Tây Từ Hoàng Văn Trực Hoàng Văn Trương Hoàng Văn Cảnh Xuất Trung Tôn Hàng Hoàng Đình Bình Hoàng đình trí Hoàng đình hình Hoàng đình trung Hoàng thị xuân Hoàng đình định Hoàng định hảo Hoàng ngọc linh tôn hôn Hoàng thị oanh ai Hoàng thị loan trương hải mi tôn thế đình văn minh nguyễn văn đô nguyễn văn hiền biểu tăng tôn hoàng văn ninh hoàng văn ước hoàng thị lan hoàng thị huệ hoàng thị cúc hoàng thị hồng hoàng thị hương hoàng ngọc anh hoàng minh khôi hoàng văn thanh hoàng văn tuân hoàng thị hằng Hoàng thị Hương Hương Tử Hoàng Văn Tuyên Hiệp Đồng Nam Hôn Nữ Tế Tôn Tẳng Đẳng Tức Nghe Tức Nhân Căn Nhân Ngân Tư Dung Phụ Quỳ Trinh Tiên Cô Mẫu Đạo Thị Liên Tiểu Diệu Hoàng Nguyên Mạnh Sinh Ư Mãi Giáp Tuất Niêm Mũi Nguyệt Nhật Thời Thụ Sinh Hưởng Kỳ Di Kiều thập nhật tuế đại hạ ư giáp thìn niên tư nguyệt nhị thập lục nhật xíu thời thọ tịch quý tây ôi thung sương sông mê hổ sơn vân nhất thiên giã mạc chi vi nhi vi mạnh giã mạc chi chi nhi chi đường ấy đường ấy thế vị vô trường ta từ đạo duy chi do quên tỏa tiền ái điệp một đế hốt tiền uống than hiệu tiên chi phất huệ tịch tịch thôi kiều khúc dậu giả ba ma sai song hành ái lệ tự nhân khi chế phục mai thức tuân thường lễ kiện cùng vị nghi chi nghĩa từng ái thứ biểu trầm luân chi nghĩa cầm cao ưu điệp điệp âm dương sứ giả tiệm lần thôi chấp tòa thư giáp thìn điên tư nguyệt nhị thập lục nhật thời triệu thị quỳnh dương vạn thị hải hoàng thị yến ngô thị huyền ngoại tế Nguyễn Văn Ni Thành Nguyễn Viết Bình Trần Văn Ni Cần Hoàng Văn Định Nguyễn Văn Ni Công Đinh Văn Ninh Hiệp Đồng
Nam mô Nữ Thế Tôn Tạng Đàng Tuệ Thứ Giáp Mi Điện Thiên Tứ Nguyệt Nhị Thập Lục Nhật Thời Thịnh Điện. Phổ Phục
cương áo hồng anh mâu đằng âm bạc cả viên truyền ngũ tu đi âm bầu tường anh cư đại ái quang công âm bảo phụ tu ước qua bồ tát chúng giờ cô đi tương lập mà nguyện độ chúng sinh người văn bảo định năng vì ngài nam mô đây vương độc lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật tam mô đây vương độc lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật tam mô đây vương độc lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật tam mô 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 a Phật chúc Nam mô Bồ Tát Tôn Tạng Đằng kèm thành lễ tạ quốc cung tam bái. Linh sàng để cử hành lễ kính kính hương hồn cụ được trang nghiêm trịnh trọng. Về ban lễ tang xin được trân trọng kính mời. Thank you.
buồn cụ bà Hoàng Thị nên nay không còn nữa. Lối tiếc thương này muôn thuở nào vui, đành rằng sinh tử là luật trời, nhưng âm dương cách biệt đôi nơi đau lòng. Bà đề tài trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn lễ của dòng họ nội tộc họ Hoàng Đình trở về trước linh sàng đặt vòng hoa thắp hương tình kiến trân trọng kính mời. Cụ bà đang tổ chức tang lễ cùng toàn thể gia đình, nhận được tin báo của cụ Hoàng Thị Liên hạ 350 quy theo tổ tiên, hôm nay thay mặt cho trưởng họ Hoàng Đình, chúng tôi có vòng hoa tươi, nén hương thơm thắp hương cho cụ, thật là vinh dự cho dòng họ chúng tôi cũng quy tiên. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, được sự tận tình của gia đình, các con, các cháu, anh em họ hàng nội tộc và các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa cho cụ, nhưng vì tuổi cao sức yếu cũng không qua khỏi được, hôm nay cụ quy tiên. Vậy thay mặt cho dòng họ chúng tôi có vòng hoa tươi, nén hương thơm kính viếng hương hồn cụ, được cho sang trọng và mọi việc được thuận tiện. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Hoàng Đình Chấp lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời ông. Giới thiệu anh Hoàng Đình Tước lên dâng hoa. Xin trân trọng giới thiệu anh Hoàng Đình Thịnh lên dâng hương lễ Phật. Vâng, để tưởng nhớ đến cụ 350 quy theo tổ tiên và đã được đảng nhà nước công nhận 100 tuổi, đã được mặc áo nhung và có cháu rất là vinh dự. Hôm nay đại diện cho họ, anh em tất cả mọi người rất là kính nể để tưởng nhớ những cụ. Xin một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình bà Tách, gia đình bà Tích ở thành phố Hưng Yên và xã Liêm Phong cùng về trước đinh sàng thắp hương tình kính trân trọng kính mời. Bà đề tăng trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia đình đến dâng cần hương thơm kính kính hương hồn cụ. Nhận tin cụ nay trăm tuổi về già, nay gia đình bà Tách, gia đình bà Tích đã về trước linh sàng thắp hương kính kính chư buồn toàn gia. Kính thưa hương cụ, kính thưa toàn thể quyến, kính thưa ban tổ chức tang lễ, được tin cụ 250 về với thiên tổ, gia đình bà Tách và Tích ở thành phố Hưng Yên ở xã Liêm Phong có nén hương thơm, có vòng hoa tươi đến kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể gia quyến, và chúc cụ về nơi chín suối giấc ngủ ngàn thu. Để tưởng nhớ đến cụ, cho phép chúng cháu xin để một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Phút
bậc đềm đã trôi qua. Thành lời Ban Lễ Tang và gia đình xin được trân trọng cảm ơn. Sau lễ dâng hương, thay lời Ban Lễ Tang và gia đình xin đứng trân trọng cảm ơn.
Trân trọng kính mời đại gia đình chờ này bàn trà xây nước phân ưu cùng gia đình trang quyến. Ban đại tăng trân trọng kính mời gia đình ông Sáng Nam ở Yên Bái là nghĩa tình thông gia với gia đình ông bà Trực trở về trước đinh sàng thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Trân trọng kính mời. Yên Bái thì cách trở đường xa, nay gia đình ông Sáng Nam là nghĩa tình thông gia với ông bà Trực. Vô cùng thương tiếc sẻ chia đau thương cùng gia đình tang quyến. Ban đại tăng trân trọng kính mời đại gia đình lên dân tuần hương tư kính viếng hương hồn cụ. Thật đúng là trước linh sàng gói hương nghi quốc lén nhang trầm xin vĩnh biệt cụ từ đây. Trân trọng kính mời đại gia đình dành tết cụ phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Thôi, phút vĩnh biệt đã trôi qua. Thay lời ban đại tăng và gia đình xin được trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời đại gia đình trở lại bàn khách xây nước chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Mẹ đã đi xa, nay gia đình con Chiến Nam cùng các cháu trở về trước đinh sàng. Tháng ngày mẹ tôi đâu buồn nắng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngày nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nan, lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều chiều bên túp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con, trước gió tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương. Lòng người mong ước ngày sau, đàn con xứng thành người dân. Nhưng nay con đã nên người, thì nay con đâu ba mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đền trả. Mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ.
chiều chiều bên túp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con trước gió tóc trắng loa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình thương, lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân. Nhưng nay con đã nên người thì nay con đâu ba mẹ hiền xưa. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả, mẹ ơi con nguyện nhớ lời mẹ khuyên. Mời gia đình cụ tiếp cùng các con các cháu quê hương Mai Lĩnh trở về trước đinh dòng thắp hương kỷ niệm, trân trọng kính mời. Bạn này đang trân trọng kính mời gia đình lên dân tuần hương thơm kỷ niệm hương hồn cụ. Vô cùng thương tiếc, sẻ chia đau thương cùng gia đình Trang Tuyến. Thật đồng đò bóng hoàng xe mây về cõi Phật, để lại trần gian phúc cháu con. Trên dương gian vô cùng thương tiếc, dưới sủi vàng chúc cụ an nghỉ rất ngàn thu. Sau lễ dân hương trân trọng kịch mời đại gia đình dành tới cụ phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Vinh biển đã trôi qua, thầy lời ban nay tăng và gia đình xin đến trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời đại gia đình trở lại bàn khách xây nước chia buồn cùng gia đình Trang Quyến. Mẹ ơi giờ đây trước linh sàng khói hương uy ngút, nén nhang trầm xin vĩnh biệt người mẹ từ đây. Mẹ ơi, mẹ xin chúng con ra từ lúc một bàn tay thì đầy, mà hai bàn tay thì vơi. Tần tảo khuya sớm để nuôi chúng con trưởng thành, ơn dưỡng dục chúng con đâu thể đền đáp. Nghĩa sinh thành chúng con biết đáp trả sao đây. Mẹ ơi, mẹ ơi để rồi giờ khắc này đây, đất lành sụt dưới bàn chân, lưng vành khăn trắng mà chúng con xót thương mẹ ngàn lần. Mẹ hiền kính yêu ơi, có cuộc chia ly nào mà không để lại sự nhớ sự thương. Nhưng có lẽ cuộc chia ly lần này, mẹ ra đi không hẹn ngày trở lại. Để rồi mẹ ơi trong căn phòng tràn ngập hoa tang khói hương và nước mắt, thì chúng con đang bên quanh linh cứu mẹ mà ruột thắt gan bào. Mẹ ơi, mẹ ơi giờ đây mẹ nằm yên bất động, đầu cháu con chiếu lặng giải căn tan.
mẹ ơi, mẹ ơi dâng mẹ lên nhang tràn nước mắt. Cúi lầy mẹ mà ruột cháu con thắt gan bảo, tiến mẹ đi mà lòng chúng con nghẹn ngào ứa lệ. Công cha nghĩa mẹ chúng con nguyện suốt đời. Cơn bể dấu
đổi đổi thay cơ huyền diệu, ghế sao vòng tạo hoa. Người thế ấy là phận thế ấy, bóng đầu số trời xui khiến, cõi âm dương đôi ngả đã chia lìa. Phận đến đây hay là mệnh đến đây, đường từ hiếu trăm năm khôn gặp gỡ. Người về cõi Phật ngán nỗi duyên do, anh em con cháu ở miền trần chảnh lòng thương nhớ. Đôi lời giải tỏ chiêu hồn mẹ về, chúng con than thở muộn cơn, cầu anh linh phù hộ cháu con, cầu thân Phật độ trì cho vong hồn mẹ mau siêu thoát. Giờ trời đã dần về chiều tối, chúng con sửa lưng cơn dâng lên trước linh sàng, hương hồn mẹ còn phảng phất nơi nào, xin mời về thụ hưởng hương thơm và phù hộ độ trì cho đàn con cháu chất còn trên dương thế. Ô thượng hương phủ phụng hương bái, hương bái bình thân phục. Kiến soạn bái, hiến thực phần chúc bái, hoa hoa lô nhang xạ nhiệt pháp tướng không cần chư Phật đại hội tất giáo phật tùy tướng kết đồng vân thành nhĩ hương phật chư Phật tiền toàn nam mô hương vân các bồ tát ma tát nam mô tây phương cực lạc thích phương từ đại bi tiếp dẫn phật a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thích phương đại từ đại bi tiếp dẫn phật linh a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thích phương đại từ đại bi tiếp dẫn phật linh A Di Đà Phật. Điểm trà bái, hiến trà mời anh trà đứng dậy lễ tất tất cả các bạn. Hoan chủ còn chúc thực cho cụ đây xong, mời các vị vào túc trực với những kiến bộ. Dân tộc hương thơm kính tiếng hương hồn cụ, nhận tin cụ nay qua 50 về quy ẩn tổ tiên. Nay đoàn lễ chúng con là tập thể lớp 12 khóa 8689 là bạn của năm con dâu cụ đã về chức linh sàng, hương hoa kính viếng nói lời vĩnh biệt chia buồn toàn ra. Sau lễ dân hương chúc cho kính mời quý đoàn dành tới cụ phút vĩnh biệt. Vĩnh biệt hương hồn cụ, phút vĩnh biệt bắt đầu. Vĩnh biệt đã trôi qua, thay lời ban lễ tang và
gia đình xin được trân trọng cảm ơn. Xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng muốn ngừng. Tâm thức con vui buồn có mẹ, canh cua đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày. Nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Âu ơ, ơi âu ơ, mẹ thương con biển hồ lai láng. Tóc ngả màu bạc trắng như mây, cây mất cây thương đợi con về. Chôn đô thành nhà ấm lạnh tâm, về thôi ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng. Nhớ tìm về mái ấm mẹ trông, tê tí tê vui chuyện sum vầy. Gia đình là tất cả về thu, cầu ơn trời mẹ sống bình yên, cho chúng con dâng trọn hóa lòng. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ. Xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng muốn ngừng. Tâm thức con vui buồn có mẹ, canh cua đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày. Nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Âu ơ, ơi âu ơ, mẹ thương con biển hồ lai láng. Tóc ngả màu bạc trắng như mây, cây mắt cây thương đợi con về. Chôn đô thành nhà ấm lạnh tâm, về thôi ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng. Nhớ tìm về mái ấm mẹ trông, tê tí tê vui chuyện sum vầy. Gia đình là tất cả về thôi, trời mẹ sống bình yên, cho chúng con dâng trọn hóa lòng. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui.
Hôm nay anh em chúng con trong đoàn nhạc hiếu nghĩa tình là đồng nghiệp với con cháu của cụ, nhận được tin cụ nay tuổi cao sức yếu về quy tiên trở Phật. Anh em chúng con về đây thăm tuần nhang thơm để kính viếng hương hồn cụ, cầu nguyện cho cụ về nơi Tây Phương Cực Lạc được phúc đẳng hà sa, và gửi lời thành kính phân lưu, lời chia buồn sâu sắc với anh em con cháu của cụ. Chúc cụ về nơi suối vàng ăn rất nghỉ ngàn thu. Trân trọng kính mời đoàn anh em đến thăm tuần nhang thơm. Sau lễ dân nhang kính mời đoàn anh em đồng nghiệp với con cháu cụ trở lại bàn xây chầu và nước để gia đình tang quyến được tiếp đón bằng hoa các quy định đến trân trọng kính mời. Mở đầu phần lễ viếng của chi hội người cao tuổi thôn Nhất Nhì, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Đỗ Thị Hiền, nguyên là chủ tịch hội người cao tuổi xã Liêm Gần, thay mặt cho hội lên dâng nén hương thơm kính viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Của cụ Hoàng Thị Liên, kính thưa gia đình tang chủ, thưa tang quyến, thưa ban tang lễ, chi hội người cao tuổi thôn Nhất Nhì vô cùng tiếc thương khi nhận được tin báo của gia đình. Cụ Hoàng Thị Liên sinh năm 1924, cụ đã từ trần hồi 2 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2024, tức ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 101 tuổi. Hôm nay chi hội chúng tôi vô cùng tiếc thương cụ, có nén hương thơm, có vòng hoa tươi, trước là xin được viếng các công giả của cụ, sau là chúng tôi xin được gửi lời chia buồn thống thiết nhất đến đối với tang quyến và gia đình, gửi đến lời chia buồn sâu sắc nhất đến đây để tỏ lòng thương tiếc hội của hội người cao tuổi thôn Nhất Nhì với cụ Hoàng Thị Liên hưởng thọ 101 tuổi. Tôi đề nghị đoàn hãy dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Điểm đã qua, trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà thuộc chi hội người cao tuổi thôn Nhất Nhì. Và lễ của phân hội phụ nữ quê hương làng Nhì trở về trước linh sàng đặt vòng hoa phát huy kỷ niệm trân trọng kính mời. Để tiếp theo chương trình lễ viếng của cụ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đỗ Thị Hiền, nguyên chủ tịch phụ nữ xã Liêm Cần lên dâng hương, xin trân trọng kính mời bà. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Dinh lên dâng hoa, xin trân trọng kính mời bà. Và chúc cụ về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ đến linh hồn cụ, tôi xin trân trọng kính mời tất cả các chị dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu.
ơi, con thương mẹ quá mẹ ơi, con vô tình quá phải không, khi bấy lâu hờn mẹ. Bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa, cõi đời đam mê mà quên con đó bên ta mẹ già. Con nào quên những ngày lam lũ chiến miên, thân cò lặn lội chăn chiêu nuôi con lớn khôn thành người. Ôi ngày xưa áo mẹ và vai sờn thưa, bữa chiều bát cơm cà dưa, thương quá tấm thân mẹ già. Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn, mẹ đi như áng mây bay về trời. Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt, giờ áng mây bay qua trời, con dãy dứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu. Trong lòng con ấp ủ hình dáng mẹ yêu, áo sơn một đời chắt chiu, hy sinh dẫu cho khó nghèo. Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam, dẫu là đơn sơ một đời vẫn dạm người với thời gian. Trở về trước định rằng các bước tìm đi chất trọng bình thời. Từ xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Văn Ngọc lên dân hương. Kính thưa hương hồn, cụ Hoàng Thị Liên, kính thưa gia đình tăng chủ, hôm nay xóm Ngõ Giữa Làng Nghề nhận được thông báo tin buồn của gia đình. Cụ Hoàng Thị Liên sinh năm 1924 đã từ trần vào hồi 2:00 ngày 2 tháng 6 năm 2024, tức ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 101 tuổi. Chúng tôi là những người xóm Ngõ Giữa cùng sinh sống với con trai của cụ là ông Hoàng Văn Bống. Trong thời gian cụ lâm bệnh đã được các thầy thuốc, y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa. Do tuổi cao, sức yếu, cụ đã không qua khỏi cơn hiểm nghèo. Hôm nay xóm Ngõ Giữa chúng tôi đến có vòng hoa tươi, nén nhang thơm đến kính kiến hương hồn cụ, chúc cụ về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Qua đây xóm Ngõ Giữa chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và họ tộc, mong gia đình sớm ổn định cuộc sống để tiếp tục lao động và công tác. Để tưởng nhớ tới hương hồn của cụ, chúng tôi xin dành phút mặc niệm bắt đầu. Xây nước chia buồn cùng gia đình tang quyến.
sĩ vãng xưa, thành phố đang lên đèn, con đường xưa hắt hiu ngậm ngùi còn ngỡ ngàng, ngôi nhà vẫn còn đây, mẹ hiền giờ ở đâu, ơi người mẹ của con. Qua bao nhiêu năm, bây giờ con mới hiểu, tình mẹ là thiêng liêng, tình mẹ là bao la, cho đời con tất cả. Trong lúa cấm có biết đâu thăng trầm, đi qua đời mẹ yêu một nén hương tâm thành, dâng về mẹ kính yêu, được thánh thơi tâm hồn, cho lòng con bớt đau. Dù thời gian trôi mãi, ơn người vẫn còn đây, người mẹ hiền của con, nhớ thương hoài không. Thank you.
đặc chúng linh cao ra pháp nhà phu trần ai ấy ra ngoài như đấu thể a đạo chàng di tâm mê đại chúng văn hành trai chủ trí thanh nhất tâm cảm cách tiêm nề nay niệm trùng kinh sư hội khả ngọc thanh minh thời điện điện trung cổ lượng điện điện ra quang bạc bảo văn chân địa hương thường thống can kiệt đệ hạ đạt khôn duy liễu liễu đông chia sơn hà thường lượng kỳ giao thế giới không hề ra hay chữ thường nghề cấm đệ đưa kỳ đưa sơ đông hoa thần linh nhi vô tài văn đi thiên nhiên nhiều chân môn đi hấp chân vô cùng sinh hoa đi Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Di Đà Phật Bồ Tát Ma Hoàng thượng đế thái thượng tam nguyên
Tam phẩm như tam quan ngài đế tam cực bắc đầu trường sinh tử vi đại đế nhị thời ma tú tập nhớ tiệt diệu thịnh quân long nhị cung quận tu thần tam chủ hợp gia sở thuộc bản mệnh nguyên thần chân tha quân đinh đầu vạn trường cao chân chủ thiện mạc a ngộ thế tứ vương bát bộ kim cương thập nhị diệu xoa lai tướng ban bộ hộ pháp long thiên ca na tháp ma tu na ca đầu na khẩn na ma hầu na già nhân vi nhân tạm cho tiêu đệ nhất điện tần quảng minh vương đệ nhị điện sở giang minh vương đệ tam điện tông vương đệ bát điện bình chính minh vương đệ cửu điện đô thị minh vương đệ thập điện chuyển quân minh vương phó ca và lục viện thượng thư tam điêu điện trưởng phi quan địa phủ trương công đẳng nghe thần duy nguyện thì bất xả uy quang thanh giác đa trang vô đêm thánh chân thị giả kim thời bất xả từ bi quang giáng hưng duyên chứng minh công đức duy kim tăng chủ kiên cố phi nghi đô thân hồn
kia mà kêu bà điện hoa si cảnh đánh vận thai sổ đảng một bằng minh chất ra để hay sượng bao ương ngô phúc chi sổ vinh quảng tam ma si thánh nam đặt đà thành vô nhân vinh kiên bình đoành si sĩ cẩn giữ thiên vận giáp thìn liên hi mùa hạ tháng tư ngày 26 sám chủ chúng con thành tâm hòa nam cụ sớ thượng đấu hùng à đường lai văn sớ thiên đồng thì chu sớ nối đàn tiền dùng bằng vỏ lo thiên Trần Tử
thiên bạch thượng ôn à. Tình hệ đó nghe nhá nghe sa nghe nhá nghe nhá hoa nghe tư nghe tam nghe quang nhị nghe tiêu nghe văn nghe tinh tử nghe thập nghe nhá thệ nghe đại bi nghe trí nghe nghe thâm ma biến như vị Việt Nam quốc Hà Nam thanh thanh nghe miền nghe mi cần nghe sa nghe nhá nhất đa nhị thôn nhị vô sa sơ thiên đại cơ thượng phong và thánh nhân nghe cung nghe đảng hà thiên tiến nghe nghe toàn nghe đâm mi kim mi thần nghe sám tăng chủ hoàng đình bóng hoàng đình chiến hoàng đình sĩ nguyên thị trường hoàng hồng nam hoàng thị thứ hoàng thị tuất hoàng thị thìn hoàng thị hà hoàng văn trực hoàng văn trương hoàng văn cảnh hợp đồng gia sơn môn tử tôn hôn thế hồi ngoại chư nhân chúng đẳng chân linh hiển thị đèn quý và tới ưu bà đi tới thao thị hiển thiên hiểu diệu hòa trần tha linh nguyên bành sinh hư gia phất nhiên bói huyền nhận đại đồ sinh hương nghi đoà nghi đi kiều đập nhất tuế đại hàn vô giáp đi thì thiên hà thiên thư huyền thị đập lục nhật đương thời bành nghề trung hiếm vi vô thiên sư vi đạo thiên nhà thiên đen vi đằng đằng chữ vi chân tha linh nghi thiên ra điểm vi nghi chân thi đình bộ hình thanh nghi nga điện đầy nga vì nga chữ nga vì chân nga linh thủng hòa tòng nghi nga vì quá nghi nga thắng nghi nga trọng bà bình nghi nga nghi nga bạc nga thực nga nghi nga điện nga sinh nga vì quá nga vì nga chí hươi nga hậu hề nhật đi bắt nghi nga trưởng từ nga vì chí nga diệu hề đực nga đi nga tiểu hề vì nga kiếm nga chí nga nghi ân đi thâm nghi nga kết đi nga cát đi nhật nga tu đất kiếp mai nương hoa đề phạm tình cũ phu trần của hữu sở văn kiên tân chúng với con nghìn tình cũ đi nam mô thọ phương ấp vô đường đường chỗ tam ma phiên biên tòa nam mô đạo tràng giáo chủ ban sư thích các mâu ni phật kim biên tòa nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp thân đạo sư a di đà phật kim hai điện tòa nam mô điện thi nghi hào hai quan thế âm bồ tát đại thế chín bồ tát thanh tịnh đà chúng bồ tát đi nga nhất thiết hiện là thanh nghi tăng thanh nga điện tòa tam giới điện chúa tu phụ và định công đồng hồ và sau hòa lời đại ca mau đi và từ bi và thương về chủ linh đại 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 đà và bố thơ tam từ bi pháp thương về chúng sinh nam lực vĩ đại trì tuệ như lai từ bi tăng thương về chúng sinh nam vĩ đại chủ nhờ thiện phước nga ba năm nay chúng về trí từ công đức và gặp mưa nhân dân ca đàng nhờ chủ linh đại cường thành vật đạo tam chủ kiên thành lễ tạ tam mai thì lao về nhà hôm nay mẹ chúng con 250 quỳ tiền cầu Phật đã được quý thầy về tụng kinh cầu siêu trợ duyên cho mẹ chúng con thầy bản gia đình anh chị em xin ra ta cảm ơn các quý thầy và những lời quý thầy cùng các già vào 14 giờ chiều ngày mai về gia đình tham gia chúng con xây chầu mời nước tăng cầu dẫn lộ thánh đưa mẹ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng và xin đa tạng cảm ơn nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật tác đại chứng minh kính thưa ban tổ chức lễ tang kính thưa gia đình tang quyến hôm nay trong gia chung có cụ bà đào thị liên 250 quy ẩn tổ tiên kiệt nhật kiệt thời sư tăng cùng quý phật tử chùa Quang Minh làng nhì thôn nhất nhì xã Dân Cần huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam đến đây để thắp nén tâm hương nguyện cầu cho chân linh cụ được vãng sinh an lạc quốc và những mong gia đình được các đảo bình an. Xin phép ban tổ chức lễ tang thầy cùng quý phật tử vào viếng A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát chi kiến hương Quang Minh văn đại biến pháp giới cũng giảng chân dinh chư vị tiền Nam mô hương cũng giảng Bồ Tát Ma Tát Nam mô hương cũng giảng Bồ Tát Ma Tát Nam mô hương cũng giảng Bồ Tát Ma Tát Nguyện sinh dây hương tình đồ chung tiểu phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh đất thoái Bồ Tát vi bạc nữ
liên trì hài hồi di đà như lai quan âm thế chí tòa liên đài tiếp dẫn thường kim lai đại thể hoàng khai phá nguyện ly trần ai như thế nếu vi pháp như mộng nguyện bảo ảnh như lộ diệt như điện ưng đắc như thì quan chư hành vô thường thị sinh diệt pháp sinh diệt diệt dĩ tịch diệt phi lạc tư giả tâm chân linh đào thị liên hiệu diệu hoa nhất chân bất muội lục dục đốn phong vĩnh thoát nhân gian sinh tử căn trần đốn nhập như lai bảo minh không hải quan âm tán bàn thế chi vi bằng bát đức trì trung thân tẩy đáng cứu liên đài bạc nhập tiêu giao thần thế tình vực nghiệp tạ trấn nao cửu phẩm liên hoa phật thủ nhất sinh chi ký nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát tưởng nhớ tới cụ lần sau cuối xin ban tổ chức lễ tang cho một phút nhập từ bi khoản phút nhập từ bi khoản bắt đầu phút bằng niệm đà thôi quan sau đây dâng hương thầy lời ban lễ tang và gia đình xin được trân trọng cảm ơn trân trọng và kính mời quý thầy cùng quý phật tử trở lại bàn khách xin chào mời quý thầy trân trọng kính mời ông các bà các bác lên dân tuần hương thơm kính tiếng hương hồn cụ vẫn là tình làng nghĩa xóm quê ta ốm đau thăm hỏi khác thời biến thăm nay nhận tin cụ 350 về khi ẩn tổ tiên nay gia đình các gia đình là nghĩa tình hàng xóm đã về trước linh sàng hương hoa kính tiếng chia buồn toàn ra sau lễ dân hương trân trọng kính mời quý đoàn lán này thành tâm dành tới cụ phút vĩnh biệt vĩnh biệt hương hồn cụ hôm nay không còn nữa phút vĩnh biệt bắt đầu thôi phút vĩnh biệt đã trôi qua kính thưa vong hồn cụ kính thưa đại gia đình tan biến lời đầu tiên cho phép anh em trong đoàn xin gửi tới toàn thể gia đình tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất nguyện cầu vong linh hương hồn cụ sớm được vãng sinh an lạc quốc thượng phẩm thượng sinh cao đẳng phật quốc nam mô a di đà phật mời các bác chúng ta trang nghiêm chắp tay lên nào giới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát trì kiến hương quang minh vân đại biên pháp giới phổ cung chân linh chương an tiền nam mô hương cung đàng bồ tát ma tát nam mô hương cung đàng bồ tát ma tát nam mô hương cung đàng bồ tát ma kính thưa hương linh cổ kính quý hiện diện trước sân tang giờ phút này anh em chúng con trước hết xin thắp nén nhang thơm vĩnh biệt hương hồn cụ sau đó nguyện cầu hương hồn cụ sớm được về cảnh giới an lành và để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ anh em trong đoàn chúng con xin phép dành một phút mặc niệm phút mặc niệm bắt đầu
Ban Lễ Tang và gia đình xin được trân trọng cảm ơn. Vẹn tròn nghi thức nghi ra
trong tim của con. Dù dòng sông kia có khi đầy khi vơi, cho dù vầng trăng có khi khuyết khi tròn, nhưng tình mẹ thương con mãi không đổi thay. Nhớ nhớ hoài tiếng mẹ ru con thuở nào, nhớ nhớ hoài vòng tay cha nâng đỡ con, tiếng mẹ ru vòng tay cha ôi diêu êm. Con xin mãi khắc ghi ân tình mẹ cha, dù thời gian tháng năm xoay vần đổi thay. Đặt trong tim óc ngậm ngùi lòng con. Giờ mẹ sữa đã cạn dòng, chân cha vất vả trên đồng hoang sơ. Ngày xanh cha mẹ xác xơ, như cây cổ thụ xác xơ giữa đường. Tình mẹ mãi khắc ghi trong tim của con. Dù dòng sông kia có khi đầy khi vơi, cho dù vầng trăng có khi khuyết khi tròn, nhưng tình mẹ thương con mãi không đổi thay. Nhớ nhớ hoài tiếng mẹ ru con thuở nào, nhớ nhớ hoài vòng tay cha nâng đỡ con, xin mãi khắc ghi ân tình mẹ cha. Dù thời gian tháng năm xoay vần đổi thay, thì vòng tay cha mãi luôn ở bên con. Cho dù rằng nuôi đã năm tháng hao mòn, nhưng đời còn mãi ghi các ân siêu em con si.
Và đến đây trân trọng trình bày gia đình cụ sự gia đình ông Ma Mau làm vừa cùng với chúc linh sản cho bên tình tình thật thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân linh cứu linh vị tiền viên, xin mời về thủ hưởng tuần chúc ta quang nghiêm vô đoạn toàn bạch hào hiền truyền vũ từ gì là hán được chân tứ đại hải quang trung hóa phật nam mô hương vân cái bồ tát ba ta nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn phật nhà di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn phật nhà di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn phật nhà di đà phật điểm tra bái hiến tra điểm châu bái hiến châu toàn là chúc tụng ra xong bây giờ mời các cán bác vào dựa vòng quanh linh cứu của cụ để gặp cụ lần cuối cùng, sau đó ra trước linh tọa để dâng hương. Thank you.
một khinh đông đầy tình mẹ. Mây trời lộng lộng chẳng thù kinh đột công cha. Ta trần thế sáu rời vật đồ. Ôm sinh thầy lễ một vái. Ôm dưỡng dục một bái. Bái biệt hương hồn mẹ lễ ba vái. Còn chúc thông đã được hoàn tất, xin mời các vị và túc trực bên lên cứu cùng. We'll be right back.
bông sen vàng, trực thuộc thành phố Hải Phòng, làm đồng nghiệp với con Sĩ Thơm, cùng bác nhạc cháu Diều Hiểu Cao Minh, công là bạn Nhung, là em của anh Sĩ Thơm, về chức linh sàng cử hành lễ kính viếng hương hồn cụ, xin được trân trọng kính mời. Bông sen vàng cùng toàn thể anh chị em là đồng nghiệp với con trai của cô, nhận được tin cô 250 về hầu tiên tổ, anh chị em chúng con bon nén hương thơm có chút nước mọt về kính viếng hương hồn cụ, cầu mong cho hương hồn cụ về nơi suối vàng được yên giấc cản thu, và để tưởng nhớ tới hương hồn của bà Hoàng Thị Niên, xin mời anh chị em trong đoàn dành cho cụ phút mặc niệm bắt đầu. Kính viếng hương hồn của bà Hoàng Thị Niên, kính thưa quý cô ông bà cùng toàn thể quý nghĩa khách gần xa, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tăng quyến, nhận được tin của bà Hoàng Thị Niên hưởng thượng thọ 101 tuổi về với tiên tổ, nhận lời mời và sự ưu ái của gia đình, chúng con đoàn kim nhạc bông sen vàng đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, trực thuộc đoàn nhạc tang Chí Sĩ và cũng là đồng nghiệp với các con trai của cụ, cũng đã trở về đây trước linh sàn của cụ, xin chia sẻ nỗi đau thương và xin gửi tới thân nhân tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa cụ, sinh có hẹn, tử bất kỳ, nay cụ về chốn phương xa vời, kính chúc cụ về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Đoàn xin dâng nén hương trầm, tỏ lòng thành kính tri ân cụ trước lúc biệt ly. Giờ đây, một chị đại diện cho đoàn lên dâng hương, nghi lễ dâng hương của đoàn chúng con xin phép được bắt đầu. Kính thưa hương hồn của bà Hoàng Thị Niên kính quý, giờ đây đây đứng trước linh sàn của cụ, khói hương trầm nghi ngút, đoàn kim nhạc chúng con xin phép được có đôi lời
thay cho các con, các cháu của cụ có đôi lời than khóc gọi cụ trước lúc cụ đi xa. Mẹ Hiền kính thương ơi, mẹ Hiền ơi, nhìn khói hương chậm nghi ngút đứng bên mẹ, chúng con đang lắng tai nghe sự im lặng của mẹ. Người mẹ Hiền đầy lòng bao dung, tình yêu thương không bờ không bến, mẹ đã cho chúng con hành trang nẻ sống, mẹ đã cho chúng con hết trọn cuộc đời. Mẹ vẫn còn đây, nơi căn nhà ấm cúng, vẫn còn kia, nơi du tha thiết, vẫn còn kia, giọt sữa ngọt ngào, và vẫn còn kia, hơi ấm của tình thương. Nhưng mẹ có hay chăng, đây căn nhà này từ nay, mâm cơm vắng chỗ, đũa thừa đôi, cháu con đau xót với nỗi đau thắt lòng, thì phải vĩnh biệt người bà, người mẹ mãi mãi từ đây. Mẹ Hiền ơi, mẹ dành hết nỗi đắng cay cho chúng con vị ngọt những ngày ấu thơ. Mẹ dành hết đỉnh mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Vậy mà giờ phút này đây, đất lạnh sụp dưới bàn chân, nâng vành khăn trắng ngàn lần đớn đau, con không khóc nổi thành câu. Mẹ đi để lại nỗi sầu chứa chan. Và mẹ Hiền kính thương ơi, giờ này đây ngoài kia tiếng trống đệnh đã điềm, xe thiên cổ đang đợi đang chờ. Đến giờ mẹ phải ra đi, lòng con đau thắt bờ mi nệ tràn, sầu thương để lại trần gian. Mẹ về cõi phúc núi ngàn xa xăm, trong giờ khắc đau thương này, để nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ muôn vàn kính yêu. Giờ đây đoàn kim nhạc chúng con xin được thay lời cho các con của mẹ, xin kính dâng lên mẹ với nhạc phẩm Nòng Mẹ. Oh,
cõi đi về. Trần gian bỏ lại, mẹ về cùng tổ tiên. Thác y nay được trở về, hương trầm ba nén, giải thề trăm năm. Mẹ đi để chiếu ai nằm, để chắc ai đắp, như tầm không tâm. Giờ đây các cháu bơ vơ, các con luyến tiếc, vẫn chờ cách đâu. Mẹ đi về phía hoàng hôn, mồ sương sắc trắng, nỗi hờn thời gian. Người đi về cõi đại ngàn, sắc hoa vạn thọ, phó vàng nồng con. Ông thời con đã thay son, nếp vầng trắng gợi, mong tròn lời du. Chẳng còn trắng đến thiên thu, sao người đỡ vội xa mù chân mây. Trước giờ đưa tiễn người mẹ muôn vàn kính yêu của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ đây đoàn kinh nhạc chúng con xin được thay lời cho các con trai dâu gái rể của mẹ, xin kính viếng trước linh sản mẹ với nhạc phẩm Một Cõi Đi Về. Trần còn đại đấm bồ xanh, nhìn mồ tang dầu dĩ phủ bao trùm, đã che khuất hương hồn nơi chín suối. Lúc này đây họ hàng nội ngoại, chỉ kỳ thân bằng bầu bản nghĩa thông gia. Tiếng mõ cầu kinh của hàng hội các già, lời cầu siêu của sư thầy đưa tiễn. Đầm khúc nhạc buồn làm ruột xé đọc đầu, khóc tiễn mẹ xuôi đò về quê tổ, cõi niết bàn hội ngộ gặp gia tiên. Mẹ ơi, mẹ ơi, trần gian sống đà gửi, thác là thiên thu. Bài ca kèn lạy Phật Quan Âm do đoàn kim nhạc chúng con thay lời cho toàn thể gia quyến tăng gia xin tiễn biệt mẹ. Thank you.
cô đã ra đi với những việc đời, trần gian lặng lẽ để thương rơi. Cô về nơi ý hồn an nghỉ, con cháu Thảo Hiền nặng nhớ thương. Chương trình lễ dâng hương của đoàn kim nhạc Bông Sen Vàng đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Trực thuộc đoàn nhạc tang Chí Sĩ cũng đã được chu viên hoàn tất. Thay mặt cho đoàn, xin cầu chúc cho cụ về Tây Phương sớm được siêu sinh, tịnh độ, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Để tưởng nhớ tới hương hồn cụ, mời anh chị em trong đoàn dành cho cụ phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, đoàn chúng con xin cúi chào với lời chào vĩnh biệt. Chuyển lời gia đình thiếu chủ, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng cảm ơn. Kính mời quý đoàn an toàn mời chầu mời nước cùng chung tay góp sức phục vụ tang lễ được trang nghiêm và trịnh trọng. Xin trân trọng kính mời. Điền kính quý, với tấm lòng hiếu thảo của các con các cháu của cụ, có nhà đoàn kim nhạc chúng con dâng lên cụ những cánh hoa tươi thắm. Và giờ đây cũng đã đến giờ đoàn trở về gia chung làm lễ dâng hoa cho cụ. Vậy xin kính mời các bác, chúng ta là trai dâu, là gái rể, là các cháu chắt nội ngoại của cụ, chúng ta mang trên đầu vành khăn tang trắng, chúng ta hãy gác mọi công việc riêng tư, trở về trong gia chung, đứng hai bên linh quan của cụ để đón nhận nghi lễ dâng hoa của đoàn kim nhạc. Mẹ hiền ơi, giờ đây mẹ đã đi xa, 101 bông hoa tươi thắm mẹ để lại hương hoa cho đời. Và giờ đây là nghi lễ dâng hoa của đoàn kim nhạc Bông Sen Vàng đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Trực thuộc đoàn nhạc tang Chí Sĩ chúng con xin phép được bắt đầu. Mẹ hiền ơi, mẹ hiền ơi, chúng con là các con trai dâu gái rể cùng các cháu chắt nội ngoại của mẹ đây. Mẹ sinh anh chị em chúng con ra từ khi một bàn tay thì đầy mà hai bàn tay thì vơi. Mẹ nuôi anh chị em chúng con những tháng năm dài, cho ăn cho học nên người hôm nay. Mẹ ơi, vậy mà ngày hôm nay đây mẹ khuất không còn, để cho anh chị em chúng con thương nhớ mỏi mòn cõng trông. Mẹ ơi, mẹ vội đi đâu để thương, để nhớ, để sầu cháu con. Ngày dài con nhớ héo hon, đêm chiều con khóc đoạn đường chia ly. Âm dương thì cách biệt muôn trùng, mẹ đi đi mãi không về mẹ ơi. Lòng con đau thắt khôn nguôi, nệ sầu chan chứa đầy vơi khôn cùng. Nay mẹ về cõi âm cung, màn sương gối đất lạnh lùng một thân. Mẹ hiền kính thương ơi, 101 tuổi, một cuộc đời, mẹ đã dày công tích đức, để rồi ngày hôm nay đây phải chăng? Sinh có hẹn, từ bất kỳ, mẹ đã thanh thản ra đi và để lại cho các con, các cháu thừa hưởng kho tàng công phúc ấy. Có cuộc chia tay nào mà không để lại sự nhớ sự thương? Nhưng cuộc chia tay lần này là cuộc chia tay giữa hai cõi âm dương cách biệt. Chỉ có ngày ra đi mà không có ngày trở lại. Mẹ hiền ơi, để giờ này đây mẹ nằm im bất động, đầu cháu con nặng chiếu vành khăn tang. Bóng dáng mẹ giờ chỉ còn trong di ảnh với khói hương đứng nở. Mẹ hiền ơi, sao con gọi mẹ, mẹ không thương. Lòng con đau lắm một trời xót xa. Mẹ ơi, mẹ ơi, một ngày này chúng con kính tình mẹ yêu, ơn dưỡng dục muôn đời không kể xiết. Nhớ về mẹ khói hương lòng xa diết, tiếng yêu người quận hồng tựa như hoa. Cây trăm nhánh cây cùng một cội,
nước trong khe. Nước trong khe nước chỉ có một nguồn. Tất cả anh chị em chúng con giờ này đây đang đông đủ để kính dâng lên mẹ những cánh hoa lòng, thương tiễn biệt mẹ đi. Mẹ hiện ơi, giờ đây chúng con nghe tiếng đồng hồ tích tắc như con dao bào nát xuống tim gan. Thời gian chỉ còn tấc gang, là chúng con phải tiễn biệt mẹ về an giấc ngủ ngàn thu. Giọt chín mùa vô cùng thương tiếc, và những giọt lệ dài đăn trên khóe mắt người thương. Đầy những cánh hoa tươi, đầy những cánh hoa tươi chúng con thành hiếu kính, tỏ tâm tình thương nhớ mãi về mẹ. Bên cánh hoa rơi, bên cánh hoa rơi lòng chúng con đau đớn. Mười đường thiên thu nghìn trùng sầu buồn, không bút mực nào tả hết được. Mẹ ơi, đời mất mẹ chúng con, mất cả bầu trời, như vũ trụ không nắng vàng soi chiếu. Bao năm qua chúng con chưa vẹn tròn chữ hiếu, xót xa lòng giờ đây chúng con mất mẫu thân, để tim chúng con đau thắt dòng để ứa. Mẹ hiện đứng bên mẹ, cảm xúc anh chị em chúng con chan chứa. Mẹ đâu rồi cho chúng con tựa bờ vai, cho vơi đi những mệt nhọc của ngày dài, cho chút bỏ những chông gai của cuộc sống. Mắt chúng con ngước lên trời cao rộng, áng mây nào mang hình bóng mẹ tôi. Bước con đi nay côi cút đường trần, chút đó thôi là tấc đất vùi mẹ ơi sầu thảm. Dưới bầu trời ra đi mẹ ơi suối lệ tràn, từng giọt thương giọt nhớ quyện ngút ngàn, nhỏ rơi xuống tận cùng đồng đất lạnh. Hồn linh thiêng chúng con xin mẹ hãy kề cạnh, đỡ nâng con như thuở mẹ sinh con. Con chào đời trong no ấm vuông tròn, trong tình yêu thương của cả cha và mẹ. Và trong giờ khắc cuối cùng này, xin kính mời các bác chúng ta là trai dâu, là gái rể, là các cháu chát lội ngoại của cụ, chúng ta hãy hướng tâm về linh quan của cụ, cùng đoàn kim nhạc chúng con niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, cầu mong cho hương hồn cụ về nơi suối vàng được Đức Phật chạy lòng xót thương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Một ngày bao tố trong cuộc đời, con buồn lắm ơi mẹ hiền ơi, giờ con mất mẹ thật rồi, lòng đau xót khóc không lên lời, buồn thương khóc mẹ ruột đời. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Giờ con mất mẹ thật rồi, cầu Phật thương cho mẹ bình an, hào quang chiếu soi sang đường,
Phật đưa rước mẹ đi về, về với tổ tiên ông bà. Làm mô A Di Đà Phật, Nam 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 Mô A Di Đà Phật. Mẹ về chốn quê trên trời, phù hộ cho cháu con bình an, được hạnh phúc trong gia đình, được sống mãi trong yên bình. Rồi chìm xuôi xin mẹ an lòng. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Về Tây Phương có A Di Đà, ở cõi đây có Phật đồ dân chúng nơi ta bà, về bên cõi A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ Hiền Kính thương ơi, mẹ có biết chăng rồi bay đi những đêm buồn giá lạnh, vắng vẻ chăng chỉ còn những vì sao, biển cực lạc có nghe chăng tiếng gọi. Bộc năm canh, bộc năm canh chúng con xin chúc mẹ an nghỉ một giấc ngủ ngàn thu. Vĩnh biệt mẹ, ngàn lần chúng con xin vĩnh biệt mẹ, thắp nén hương thơm lòng tưởng nhớ, vô cùng thương tiếc lúc tiễn đưa. Nghi lễ dâng hoa của đoàn kim nhạc Bông Sen Vàng đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, trực thuộc đoàn nhạc tang Chí Sĩ chúng con cũng đã được chu viên hoàn mãn. Thay mặt cho đoàn, xin cầu chúc cho mẹ về Tây Phương sớm được siêu sinh, tịnh độ, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Trong khi đoàn chúng con thực hiện chương trình nghi lễ dâng hương dâng hoa, không tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong gia đình tăng quyến được thứ bỏ qua. Đoàn chúng con cũng xin cảm ơn ban tổ chức lễ tang cùng gia đình tăng quyến đã tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ đoàn chúng con thực hiện chương trình này. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành lời ban lễ tang và gia đình xin được trân trọng cảm ơn, trân trọng kính mời đoàn an tọa tại chỗ ít phút nữa cùng với hội tăng dự lễ truy điệu. Ban tổ chức và gia đình xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân thôn Nhất Nhì, xã Liêm Cần vào kính viếng do ông Hoàng Văn Đảo, trưởng thôn làm trưởng đoàn, xin kính mời.
thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Liên, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay ban lãnh đạo thôn Nhất Nhì nhận được tin cụ 250 về chầu Phật. Đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân chúng tôi có nén hương thơm, có vòng hoa tươi, kính dâng lên hương hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến gia tộc. Đại diện cho đoàn xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Đảo, trưởng thôn, lên dâng hoa, dâng hương, xin kính mời. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Ngoan, bà Hoàng Thị Nhâm, lên dâng hoa, xin kính mời. Tiếp theo xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Ánh lên dâng hoa quả, xin kính mời. Kính thưa cụ Hoàng Thị Liên, cụ là một người gương mẫu mực trong dân thôn. Cụ đã ra đi với lòng thương xót của quê hương thôn nhà, đứng trước linh cữu để tỏ lòng chia ly, một phút mặt niệm bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức và gia đình xin trân trọng cảm ơn các ông, các bà, các vị lãnh đạo thôn. Xin kính mời các vị lãnh đạo và toàn thể các ông, các bà ra bàn mời chầu, mời nước gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Liên, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa các vị đại diện cho cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thôn, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể các vị quý khách xa gần gia đình tăng chủ, nhận được tin gia đình cụ Hoàng Thị Liên sinh năm 1924, từ trần vào hồi 2 giờ ngày mùng 2 tháng 6 năm 2024, tức là ngày 26 tháng 4 Giáp Thìn, được sự nhất trí của ban lãnh đạo thôn và gia đình tổ chức thành lập ban tang lễ cho cụ Hoàng Thị Liên. Danh sách ban tăng lễ cụ thể như sau: 1. Ông Hoàng Văn Đảo, trưởng thôn, trưởng ban tăng lễ. 2. Bà Lê Thị Hà, phó ban tăng lễ. 3. Ông Hoàng Đình Chiến, ủy viên. 4. Ông Hoàng Minh Chữ, ủy viên. 5. Bà Hoàng Thị Phương, ủy viên. 6. Ông Hoàng Văn Quang, ủy viên. 7. Ông Hoàng Văn Bống, đại diện gia đình, ủy viên. Hôm nay hồi 14 giờ ngày 13 mùng 3 tháng 6 năm 2024,
tức là ngày 27 tháng 4 Giáp Thìn, toàn thể các cụ, các ông, bà con, xóm, làng, các vị quý khách xa gần gia đình tang chủ về dự lễ tang cụ Hoàng Thị Liên. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Mở đầu tổ chức tang lễ, thêm phần long trọng, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu đội chống Vũ Lôi quê nhà vào kính viếng, do ông Hoàng Văn Quang làm trưởng đoàn. Xin kính mời. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa cấp ủy chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể chính trị trong thôn, kính thưa linh hồn cụ bà Hoàng Thị Liên. Nhận được tin báo của gia đình đội chống Mũ Lôi cơ sở thôn nhì nhất nhì chúng tôi hôm nay đến tham gia vào buổi tang lễ cho thêm phần long trọng, tôi thay mặt cho anh em trong đội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, sau đó có hồi chống viếng linh hồn cụ, đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hồi chống viếng xin được bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đội chống quê nhà. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Hà lên đọc tiểu sử tóm tắt của cụ Hoàng Thị Liên. Xin kính mời. Điếu văn cụ Hoàng Thị Liên. Trước khi làm lễ truy điệu và an táng cụ Hoàng Thị Liên,
Tôi đề nghị các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ cho cụ. Kính thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Liên, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thôn, kính thưa ban tổ chức tang lễ và gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể nhân dân làng Nhì, thôn Nhất Nhì. Trong lúc toàn Đảng, toàn dân thôn Nhất Nhì đang tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân, giành thắng lợi và tập trung xây dựng nhà văn hóa thôn để về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024, chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn cụ Hoàng Thị Liên là xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp làng Nhì, thôn Nhất Nhì. Cụ là hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội phụ nữ thôn Nhà. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù cụ đã được gia đình cùng các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao sức yếu, bệnh trọng, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 2 giờ 0 phút ngày 2 tháng 6 năm 2024, tức ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thìn, cụ hưởng thọ 101 tuổi. Hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2024, tại gia đình cụ, ban lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận và nhân dân thôn Nhất Nhì, họ tộc cùng gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu và lễ đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng cho trọn nghĩa với người đã khuất. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của cụ Hoàng Thị Liên. Cụ Hoàng Thị Liên sinh năm 1924, nguyên quán thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Khi cụ trưởng thành, cụ xây dựng gia đình với cụ ông là cụ Hoàng Đình Tôn ở làng Nhì, thôn Nhất Nhì, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Hai cụ đã sinh hạ được 6 người con, 3 người con trai, 3 người con gái. Hai cụ đã tần tảo nuôi các con của cụ khôn lớn trưởng thành và xây dựng gia đình riêng. Đến nay cụ đã có 36 cháu nội ngoại, 28 chắt nội ngoại. Khi cụ còn sống, cụ đã dạy bảo các con, các cháu của cụ luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Với gia đình cụ, cụ là người vợ mẫu mực, có trách nhiệm. Các con của cụ nay đã yên bề gia thất. Với các con của cụ, cụ luôn là người mẹ mẫu mực, bao dung, hết lòng vì tương lai con cái. Với bạn bè, người thân và những người trong xóm, trong làng, cụ luôn hòa nhã, nhiệt tình, trách nhiệm với mọi công việc được giao. Quý mến, kính thưa hương hồn cụ Hoàng Thị Liên, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ sẽ vĩnh biệt chúng tôi để về với tổ, với tiên, để vui với nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh, tình đời đứt đoạn, nỗi đau không cùng. Với đạo đức của cụ, bạn bè xóm làng ai cũng lưu luyến tiếc thương. Cụ ra đi, các con của cụ mất đi người mẹ hiền hòa, kính trọng, bao dung, độ lượng. Các cháu chắt mất đi người bà, người cụ vui tính, mẫu mực, yêu thương. Cụ ra đi, gia đình mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì thay thế nổi. Cụ ra đi, gia đình dòng họ Hoàng mất đi một người con dâu hiếu thảo, một tấm lòng luôn trọn vẹn với làng xóm quê hương. Cụ ra đi, bạn bè xóm giềng mất đi một người bạn chân tình cởi mở, hết lòng vì cộng đồng dân cư. Hội người cao tuổi, hội phụ nữ mất đi một hội viên cây cao bóng cả, tỏa mát cho đời. Cụ Liên ơi, chúng tôi vô cùng thương tiếc cụ, song việc sinh tử là quy luật tạo hóa của cuộc sống con người. Trong giờ phút này, cán bộ và nhân dân thôn Nhất Nhì có vòng hoa tươi, thắp nén hương thơm trước linh cứu cụ, xin vĩnh biệt cụ. Kính thưa gia đình tang quyến, dẫu biết rằng đời người là hữu hạn, nhưng sự ra đi của cụ đã để lại cho chúng ta một niềm tiếc thương vô hạn, một tình cảm tốt đẹp chân thành. Hôm nay, cán bộ và nhân dân làng Nhì, thôn Nhất Nhì cùng họ tộc gia quyến long trọng tổ chức truy điệu, an táng cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút đau đớn và tiếc thương vô hạn, chúng ta tiễn đưa cụ Hoàng Thị Liên về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thay mặt cán bộ và nhân dân làng Nhì, thôn Nhất Nhì, chúng tôi xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này và xin hứa với cụ, chúng tôi sẽ đoàn kết thống nhất cùng với nhân dân trong thôn tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Xin kính chúc cụ an giấc ngàn thu, siêu sinh tịnh độ, phù hộ độ trì cho gia đình, cho nhân dân luôn mạnh khỏe để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trước bàn thờ khói hương bay tỏa để tưởng nhớ và vĩnh biệt cụ mãi mãi, chúng tôi đề nghị tất cả các quý vị đại biểu, các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể nhân dân có mặt trong phòng tang lễ ngày hôm nay để một phút mặc niệm bắt đầu. Cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình tăng chủ lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa công bà là lãnh đạo cho đảng chính quyền cùng ban ngành đoàn thể của thôn Nhất Nhì, kính thưa công bà thông gia liên gia, kính thưa toàn thể các vị quý khách cùng toàn thể nhân dân thôn Nhất Nhì. Bà chị tôi do tuổi cao sức yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, con cháu cùng y bác sĩ cố tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu bà không qua khỏi, bà đã về quy ẩn với tổ tiên. Hôm nay tôi thay mặt gia đình và cùng con cháu xin cảm ơn chính quyền cùng ban tang lễ đã long trọng tổ chức buổi lễ này, và tôi cảm ơn đội kèn nam, tức là tiếng kèn thay tiếng khóc giúp đỡ gia đình. Cảm ơn đội kèn đồng Hải Phòng, cảm ơn đội ngũ lôi của nhân dân thôn nhà để đến đây tiến đưa bà chị tôi một đoạn đường tuy ngắn nhưng rồi xa mãi mãi. Cuối cùng một lần nữa tôi cho phép tôi cúi đầu cảm ơn. Ai hà tiên sinh lãng khổ khổ vạn trục bang dục đắc linh hồi khổ cốc cốc niệm di đà vãng sinh tịnh độ thần chú nóng mò a di đà bà già đà ta già đà già đà địa già ta a di đi đô a thế a di đi đà tấn tam bà thế a di đi đà thị ca nam đế a di đi đà thị ca nam đế già di nhị già già đà chỉ đà ca đề sa bà ha nóng mò a di đà bà già đà ta già đà già đà địa già ta a di đi đô a thế a di đi đà tấn tam bà thế a di đi đà thị ca nam đế a di đi đà thị ca nam đế a di nhị già già đà chỉ đà ca đề sa bà ha nóng mò a di đà bà già đà ta già đà già đà địa già ta a di đi đô a thế a di đi đà tấn tam bà thế a di đi đà thị ca nam đế a di đà đà thị ca nam đế a di đà già già đà chỉ đà ca đề sa bà ha a di đà phật thân kim sắc thương hảo quang minh vô đẳng luân bạch ngạo uyển truyền vũ thu di hám một trùng thân tứ đại hải quang trung hóa vật vô số hương hoa bồ tát chúng diệu vô biên tứ thẩm bát nguyện độ chúng sinh kỳ phẩm hàng đinh đăng vị ngàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di
Thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếm con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy nên thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi muôn mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếng muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy nên thương nhau với bằng tất
cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, truyền thế sự nơi trần an. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, truyền thế sự nơi trần an. Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi.
bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi đường xa và dần, mẹ bỏ con đi đường xa hoạn nạn, giấc ngủ chưa tròn, mẹ bỏ con đi gối lặn chân mòn, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con đi. Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa, bao nhiêu giấc mộng ngàn vạn bay xa. Bỏ con đi đường xa vạn dặm, mẹ bỏ con đi. Xa mẹ rồi con chẳng còn nghe những tiếng à ơi, thì con ru mẹ giấc ngủ ngàn đời, con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu, con ru mẹ lời ru trong tim con, lời ru lệ lăn trên môi con ru mẹ giấc ngủ biệt ly, con ru mẹ niềm đau trên đôi mi, niềm đau ai xoa dịu, ai xoa dịu trọn đời ru mẹ. Xưa nghe tiếng mẹ ru con còn nhỏ, nay mẹ bỏ con xa vắng mẹ ơi, từng lời ru xưa ấp ôm đời con, bao thương nhớ và bao nhiêu bồi hồi, những giờ này con biết nói làm sao, thì con ru mẹ giấc ngủ ngàn đời, con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu, con ru mẹ lời ru trong tim con, lời ru mênh mang buồn
đặt trên môi con. Con ru mẹ giấc ngủ biệt ly, con ru mẹ niềm đau trên đôi mi, niềm đau ai xoa dịu, ai xoa dịu trọn đời ru mẹ ngủ. Giấc ngủ biệt ly, con nay ở lại mẹ đi một mình. Mẹ ru con từ thuở mới sinh, tiếng ru âu yếm thắm tình nước non. Trong giây phút đời con xa mẹ hiền, ân tình này con ghi nhớ triền miên. Tình mẹ thương con chẳng khi nào vơi. Những giây phút biệt ly xa mẹ rồi, con chẳng còn nghe những tiếng à ơi, thì con ru mẹ giấc ngủ ngàn đời. Con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu, con ru mẹ lời ru trong tim con. Lời ru mênh mang buồn, mênh mang buồn, giọt lệ lăn trên môi con. Con ru mẹ giấc ngủ biệt ly, con ru mẹ niềm đau trên đôi mi, niềm đau xoa dịu, ai xoa dịu trọn đời ru mẹ ngủ yên. Xưa nghe tiếng mẹ ru con còn nhỏ, nay mẹ bỏ con xa vắng mẹ ơi. Từng lời ru xưa ấp ôm đời con, bao thương nhớ và bao nhiêu bồi hồi. Nhưng giờ này con biết nói làm sao, thì con ru mẹ giấc ngủ ngàn đời. Con ru mẹ giấc ngủ ngàn thu, con ru mẹ lời ru trong tim con. Lời ru lệ lăn trên môi con. Con ru mẹ giấc ngủ biệt ly, con ru mẹ niềm đau trên đôi mi, niềm đau ai xoa dịu, ai xoa dịu trọn đời ru mẹ